pháp làm đẹp nào thì nó cũng sẽ có nhiều ưu và nhược điểm nè. Vậy bác sĩ có thể giới thiệu cũng như giải thích rõ hơn về những cái ưu nhược điểm của phương pháp peel da này không ạ? Về ưu điểm của phương pháp peel da là phương pháp peel da tương đối là khá là đa năng, bởi vì nó giải quyết được khá nhiều tình trạng da như là da mụn trứng cá, hoặc là da không đều màu, hoặc là da tình trạng sẹo rỗ, thì chúng ta cũng có thể áp dụng peel trong quá trình điều trị. Peel đem lại kết quả khá là nhanh, chúng ta chỉ cần peel khoảng 1 đến 2 lần là chúng ta có thể thấy được hiệu quả vượt trội, tầm khoảng 50-60% trở lên. Peel da cũng tương đối là đơn giản trong quá trình chăm sóc da, chúng ta không cần phải nghỉ dưỡng khá là nhiều cầu kỳ trong những cái quá trình như phục hồi da sau khi peel, mà chúng ta chỉ cần lưu ý là làm theo các bước mà bác sĩ đã hướng dẫn thôi là da của chúng ta cũng sẽ phục hồi rồi. Peel da nó có thể kết hợp cùng với các phương pháp khác luôn, chứ không phải là khi chúng ta làm peel da chúng ta phải ngưng, không có thể làm da tiếp đón đến những cái phương pháp điều trị khác nữa. Như vậy thì phương pháp peel da khá là ưu điểm đúng không Phương Nhi? Ngoài ra thì về cái nhược điểm của nó thì nó cũng có nha. Nếu mà chúng ta không lựa chọn đúng các hoạt để peel nè, chúng ta không đi đúng cái kỹ thuật peel thì da của chúng ta sẽ gặp những cái tác dụng phụ không mong muốn, như là da của chúng ta sẽ bị tăng sắc tố sau peel, nó một cái phản ứng là không mong muốn nè, hoặc là da bị bỏng sau peel, hoặc là sau quá trình peel da mà chúng ta không tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ thì da của chúng ta sẽ không nhanh chóng đạt được cái hiệu quả peel, mà ngược lại da còn trở nên là sạm nè, tối màu hơn.